Give me a kiss. Oh, I love you, chicken. Oh. Right, you take care, okay? All right, you have a nice time at school. Be a good girl for mummy, okay? All right, darling. Give me a kiss. Good. All right, I'll speak to you later. Bye. Bye. Bye-bye. Take care. Bye. Love you. Talk to you later, babe. Bye. Be a good girl, babe. Bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Kim Huỳnh UK Cuộc Sống Anh Quốc. Nếu bạn là lần đầu tiên đến với kênh thì mình là Kim, hiện đang sống tại vùng ven của Liverpool, nước Anh. Tuần này thì Tony đi công tác cả tuần luôn cô chú anh chị. Tony sẽ đi từ thứ 2 cho đến tối thứ 6 mới về. Tuần này thì ảnh đi Pháp và đi Hà Lan đó mọi người. Xin chào ông bà cô chú ơi, sáng nay em chưa đi học nè cô chú anh chị. Thank you.
con chú con cũng đi học về rồi. Con cảm ơn mẹ chưa? Cảm ơn mẹ ơi. Rồi. Rồi mở ra ăn đi, coi chừng rớt dưới đất á. Mở ra con. Bỏ cái đó vô túi chút gì vào thùng rác. Đúng rồi. Ngon quá, hả con đi. Nè cô chú anh chị ơi, em Chi nói là em Chi đi học về có hình gì cho mẹ xem nè, đâu cái nào đâu. Ủa cái này giống như lá cờ quá vậy, phải không? Uh-huh. Hình tam giác, trái tim nữa, lớp hết. This is the plate. Cái gì đây? This is the plate. Trời ơi nó dẻ kìa, nó còn là cái dĩa. Cái dĩa đựng đồ ăn đó hả? Uh-huh. Rồi cái này cái gì? Cái muỗng. Cái muỗng. Ừ thôi. Cái này cái nỉa chắc luôn nè, đúng không? Nỉa. Rồi gì nữa? Cái bình bông nữa hả? And this is the milk. Con muốn cắt cái bình bông này ra luôn. This is the milk. Cái này giống sữa. Cái cây kem quá vậy? No, sữa. Sữa đó hả? Cái hộp sữa. Now we can turn it into something. Ok. Rồi. Bữa nay đi học về có sách gì đâu, cô cho sách gì về học đâu. Mấy ngày mày coi. Đây sách đọc. Cái này cuốn truyện và hai cuốn ngày học. Ở Anh là trẻ em của Chi 5 tuổi là bắt đầu học cái này nè cô chú anh chị. Nó có chữ nè. Đâu em Chi đọc cho cô chú nghe coi. Nè con đọc làm sao đâu, con đánh dần cho cô chú nghe. K-A-T-A-T. Đúng rồi, lớn lên, nó lớn lên. Tiếp. K-A-N. Giỏi, trời ơi Chi giỏi quá. Cut. Đúng rồi, giỏi quá. Tiếp. Son. Đúng rồi. Son, đúng rồi. À, ở bên đây học như vậy đó cô chú anh chị. Trước tiên là sẽ cái năm mà 5 tuổi là chưa có viết các cô chú anh chị, chưa có cho học viết mà là giống như là cho học đọc chữ đánh vần đó cô chú anh chị, là em bé sẽ ráp lại. Đọc cái này giống như là cái bảng chữ cái tiếng Việt luôn cô chú anh chị. B A T Bat vậy đó, chứ không, cái năm đầu tiên không có học ABC hết mọi người, mà học cái bộ đồ mặc ở nhà pyjama hả cô chú anh chị, pyjama Christmas nè, Christmas pyjama. Cái quần sọc sọc đỏ này thấy cưng quá chừng luôn. Kim vừa mới nhìn là Kim thích liền, Kim mua liền cho Chi nè. Đó. Chi. Đây có cái này chơi game này cũng vui lắm nè cô chú anh chị, xếp hình này là có số nè. Which one do you want to choose? Mẹ thích màu hồng. Con gái mà mẹ thích màu hồng. Màu hồng số mấy? Số 2. Em Chi đang tập tô nè cô chú anh chị nó, cô chú thấy không? Em Chi em muốn tô đâu làm tô rồi chứ em không có theo. Bữa nay thích tô này, ngày mai thích tô bên kia, là cái cuốn tập là tô bấy luôn. Tô tùm lum hết trơn vậy đó chứ không có từ đầu tới cuối. Ngày nào em muốn có cảm giác em thích làm chữ nào là em làm chữ đó hả? Hả Chi hả? Chi giỏi quá rồi đó. Bữa nay Chi viết như là đẹp rồi đó Chi à. Xong rồi đó hả trời? Nhắm dữ thần vậy. Muốn viết nữa không? Viết nữa không? Nghỉ mệt ha. Ok con, như nó đủ đi học về mệt rồi. Chi giỏi quá, nhìn mẹ cái coi. Ôi sao mặt buồn hiu à? Chi nhớ ba hả? Không nhớ ba chứ sao buồn? Con nói lớn rồi mẹ mới nghe là. À con muốn mẹ nhìn con. Hồi nãy Kim đi xuống nhà bếp á, xong rồi em Chi buồn, Chi khóc. Chi muốn là Chi viết, phải mẹ ngồi đây mẹ nhìn Chi viết nè. Nó mẹ nhìn rồi viết rồi á. Rồi đi nghỉ mệt xíu đi. Nằm nghỉ đi. Ha.
Chú muốn coi tivi. Ok nè. Kim hôm nay có bánh xèo hả cô chú anh chị, bánh xèo tôm và một cái tráng súp này nè cho Chi nè cô chú anh chị. Xin mời cô chú anh chị nha. Lâu quá chị không ăn đúng không? Từ lúc về Việt Nam tới giờ luôn á. Trang thử miếng súp đi. Súp cua với cái tôm mà nấu cho con á. Nóng quá nhờ hỏi miếng. Thôi để anh Trúc ăn sau đi, ăn bánh xèo trước đi. Chị xin mời ông bà cô chú đi. Xin mời ông bà cô chú. Ăn bánh xèo với con. Ăn bánh xèo với con. Ngon quá trời luôn á cô chú anh chị. Mấy tháng rồi chưa không có làm cái gì cả. Nó chơi luôn, ngon quá trời. Chị ăn sắp hay tên ngọn chưa? Nay Kim đem cái bánh tráng với bún nè, bò kho với chai nước mắm, để chai nước mắm với cho mẹ chứ. Để cho nó nằm xuống con. Rồi ok, ok, cảm ơn chị. Rồi, mấy cái giỏ kia, bánh cái giỏ kia ra. Chị. Để chị gửi mua giùm nè. Về tới nhà thì cô chú ơi, về nhà là học bài xong chút xíu đi ngủ luôn mọi người. Bây giờ chỉ mới có 5 giờ mấy thôi mà tối thui rồi đó cô chú anh chị.